เครื่องเห็ดbày hai bà con ha. Bà con nhìn cái dĩa mít này, đừng quên nuốt đó nha. Bà con nhìn cái dĩa mít này thì chắc là bà con cũng hình dung được. Ở trên thị trường hiện tại bây giờ chào quý bà con, mình là Oanh, mình lại quay lại với quý bà con chúng ta thông qua những cái video về mít nha bà con nha. Không phải là Oanh tung sùng trái mít đâu, nhưng mà thực sự mít là một cái loại cây rất là dễ trồng, một loại cây kinh tế rất là cao nếu chúng ta chọn đúng thời điểm để trồng. Ngày hôm nay thì Oanh muốn chia sẻ quý bà con chúng ta về ba cái loại mít. Thứ nhất là mít Thái, thứ hai là mít ruột đỏ và cái thứ ba là mít có hai loại mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm và mít ruột đỏ Cần Thơ. Rồi mà em quay gần xíu. Đây là mít Thái ha bà con ha, đây là mít Thái siêu sớm. Như bà con cũng biết, mít Thái siêu sớm là một trong những cái loại trái đã giúp cho bà con chúng ta gọi là làm giàu rất là nhanh trong thời gian khoảng 4-5 năm trước đây. Và lúc thời điểm đó, nếu ai là những người biết nắm bắt thì mít Thái đã giúp cho bà con chúng ta rất là nhiều. Và bên cạnh đây chính là mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm, mà loại của siêu thị cây giống nha bà con nha. Loại mà nó sẽ có cái sơ, có cái sơ ha, có cái sơ lên màu đỏ luôn ha bà con ha. Quanh sẽ cố gắng quanh móc cho bà con chúng ta một muối. Đây ha bà con ha, đây rồi, đây nè, sơ ở đây nè. Cũng bây giờ là cái này là không có đi thuân thuốc nhiều nên là nhiều khi có cái nó lên nhiều, có cái lên ít đó. Sơ nó cũng màu đỏ luôn nè ha bà con ha. Đấy, và đây là chính là mít ruột đỏ Sơ Trắng Cần Thơ. Đây cũng là một loại ruột đỏ Sơ Trắng Cần Thơ. Và nếu mà nói về cây giống ha bà con ha, ở đây Quanh cũng có chuẩn bị sẵn ba cây giống luôn, thì bà con thấy là nó rất là giống nhau ha bà con ha. Nếu mà nói về cây giống thì nó rất là giống nhau. Đây là mít ruột đỏ Sơ Trắng nè, đây là mít Thái Siêu Sớm nè, và đây là mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm. Bà con thấy nó rất là giống nhau, khá là gần, đặc điểm nó khá là gần gũi nhau. Nên quý bà con chúng ta, nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta rất là dễ vui nhầm. Đặc biệt là mít ruột đỏ Sơ Trắng Cần Thơ thì lá nó cũng mềm, lá nó cũng mịn ha bà con ha. Và cái lúc giai đoạn cây còn nhỏ thì nó cũng có cái chót lá hơi nhọn nhọn thế này. Còn cái hàng mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm, cái lúc mà cây vừa nhú một hai lá thì chót lá nó cũng nhọn nhọn như vậy nha. Lúc này bạn dân mà lấy cây này thì đã già rồi, để bà con chúng ta dễ phân biệt thôi. Chứ mà lúc mà cây mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm mà lúc còn nhỏ thì lá nó chót lá nó cũng nhọn nhọn như vậy đó. Rất là nguy hiểm cho quý bà con chúng ta nếu mà chúng ta mua chọn không đúng giống. Nhà vai bây giờ quay lại đây thì Quanh với bạn Dương cũng tiết kiệm thời gian với bà con chúng ta, thì bên Quanh cũng đã bóc sẵn cái muối rồi. Đây nè bà con nè, xem cái muối của cái sơ cái của cái mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm nè. Bà con thấy nè, nó lên, nếu bà con xử lý tốt nó sẽ lên những cái màu rất là đỏ như thế này, gọi là mít ruột đỏ luôn chứ không phải là gọi là mít ruột đỏ sơ đỏ luôn chứ không gọi là mít ruột đỏ sơ vàng nữa ha. Rất là đỏ ha bà con ha. Rồi Quanh cũng di chuyển cái mít ruột đỏ từ cái dĩa này qua dĩa bên này để bà con chúng ta có thể phân biệt khái quát được cái mít ruột đỏ ba loại đây ha. Trọng tâm ở đây là mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm. Rìa bên phải này, đây là mít Thái Siêu Sớm, quả trái này Quanh mua cũng khá là to ha. Còn ở bên đây là mít ruột đỏ Cần Thơ. Về màu sắc thì bà con thấy rồi đó, mít ruột đỏ Cần Thơ nó chỉ có hơi màu vàng cam, lên nhẹ cam thôi. Còn mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm của chúng ta nó lên hẳn cái màu đỏ luôn, lên hẳn cái màu đỏ cam và màu nó rất là thơm. Còn mít ruột đỏ Sơ Vàng ruột đỏ Sơ Trắng Cần Thơ thì không có thấy thơm gì cả ha bà con ha. Và về cái độ ráo tay nè, xin phép bỏ xuống tại vì hơi nặng. Về độ ráo tay thì nói một cách công bằng thì mít Thái Siêu Sớm và mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm đều có một cái độ ráo tay như nhau. Đây ha bà con ha, đều có những cái độ ráo tay như nhau. Anh sẽ lấy cái muối nguyên. Đây, bà con thấy hai cái loại mít này nó đều rất là ráo tay ha, rất là ráo tay, rất là khô tay. Nên vì chính sự khô tay này nó sẽ đáp ứng được cái việc xuất khẩu rất là tốt cho thị trường. Còn cái mít ruột đỏ Cần Thơ thì sao? Sờ vô nó hơi nhụm, hơi mềm tay ha bà con ha. Sờ vô nó hơi mềm tay, nhưng mà lúc nãy qua cái dơn nó cứ khen hoài. Nó mít ruột đỏ Cần Thơ nhìn dễ thương. Và bên trong nó có nước nè bà con nè. Nên là nếu bà con nào mà đã từng xẻ cái mít ruột đỏ Cần Thơ mà xẻ đúng cái muối làm cho cái muối nó đứt làm hai á, thì bà con sẽ thấy nước nó chảy ra ròng ròng luôn. Thì do là bên trong nó có chứa nước nên loại này không có tốt xuất khẩu. Muối thì có dày thiệt nhưng mà cho em miếng à. Muối thì có dày thiệt nhưng anh nghĩ là chắc là khá là mềm cho nó rất là nhiều nước. Không ngon lắm không? Không ngon. Con sẽ cắt muối này. Đây bà con nè. Đó, bà con thấy nó ráo chưa? Đó, thấy chưa?
nó rất là ráo tai như vậy đó bà con. Rồi coi muối nó dày nè, rất là dày cơm ha, rất là dày cơm, rất là giòn. Để độ giòn thì chắc là quanh nghĩ là quanh bóp như vậy chắc bà con hình dung được cái độ giòn. Nếu nó mềm thì nó phải bóp cái nó yếu vô nó không độ đàn hồi ra, con này nó có giòn nên nó mới đàn hồi ra này hả bà con ha. Giờ bây giờ quanh sẽ ăn thử cùng với bà con của chúng ta ở đây ha. Đó bà con thấy không, xé rất là khó. Đó được. Còn bích thái thì sao? Bích thái thì quanh nói gì nữa, bích thái thì bà con nếu trồng không khéo nó sẽ hay bị xốp, xốp bà con nha. Cũng bích thái thì quanh cũng không diễn tả nhiều tại bà con ở đây cũng ăn nhiều rồi, có nhiều bà con à nhìn bích thái riết ngán rồi, nhưng chủ yếu là ăn bích ruột đỏ cho vui. Dương hẹp bây hả bà con ha. Bà con nhìn cái dĩa mít này là quên nuốt đó nha. Bà con nhìn cái dĩa mít này thì chắc là bà con cũng hình dung được. Ở trên thị trường hiện tại bây giờ có quá nhiều loại mít ruột đỏ với quá nhiều cái tên gọi khác nhau. Nó là bà nhiễu nhương, nhiễu thông tin của quý bà con của chúng ta. Và ở đây thì quên muốn chia sẻ bà con người thật việc thật luôn. Đây là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Và đây là cây giống lấy bo trực tiếp tại cái trái mít này luôn. Lấy bo trực tiếp tại cái trái mít mà quên đang cắt cho quý bà con xem luôn. Và nó ra cái thành phẩm là như thế này luôn. Về cái độ dày của nó thì lúc nãy quanh có cắt sẵn nè. Nè cái độ ấy, cái đó bà con thấy không? Nếu nó mềm thì khi mà quanh bóp như vậy nó đâu có độ đàn hồi, nó đâu có dung ra. Nếu mềm thì nó xẹp vô luôn rồi, đâu dung ra đâu. Còn thằng này mới gọi là mềm nè. Nè bà con coi nè, thằng này mới gọi là mềm nè. Nè bà con thấy không? Không có độ đàn hồi, bóp vô cái nó đứt ra luôn nè. Như dày mới gọi là mềm nè hả bà con ha. Còn cái thằng mít ruột đỏ sơ vàng nè, bà con thấy nè. Đó, rất là cứng tay ha bà con ha. Đó, còn mít thái thì nó chắc chắn là nó không mềm rồi, tại vì mít thái nó có độ xốp. Đây, độ xốp nào con thấy nào, quanh bẻ cái nó có độ xốp nè, kêu răng rắc luôn á. Nên là khi mà con chúng ta trồng á, các yếu tố của con hay nói trên thị trường là mít ruột đỏ nó bị mềm, nó bị nhão hoặc là nó bị có nước rồi nó không khô tay nó không. Bà con chưa ăn đúng cái loại mít, chưa ăn trúng cái cây đầu dòng thôi. Chứ bà con ăn đúng cái loại từ nãy giờ quanh chia sẻ đây thì chắc chắn quý bà con chúng ta sẽ thấm đượm được những gì mà quanh vừa nói. Bà con chúng ta sẽ tự tin hơn để chúng ta trồng cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà loại bên quanh đang cắt bo ở vườn này. Thì bà con sẽ thấy được cái giá trị của nó, thật sự của nó như thế nào. Quanh thông qua video này, quanh muốn chia sẻ quý bà con chúng ta về ba cái loại mít. Mít thái siêu sớm, mít ruột đỏ Cần Thơ sơ trắng Cần Thơ và mít ruột đỏ sơ đỏ, ruột đỏ sơ vàng ở chính giữa, để quý bà con chúng ta có một cái nhìn khái quát hơn về cái loại mít này để chúng ta quyết định chúng ta trồng. Còn theo nhận định riêng của quanh thì cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà loại cây giống mà bên quanh đang làm, nó hoàn toàn có thể lên sơ đỏ với chương trình chăm sóc kỹ thuật kỹ lưỡng mà siêu thị cây giống sẽ đồng hành. Và sau đó chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nguồn thị trường để xuất khẩu, nào ở châu Âu, nào ở Hàn Quốc, nào ở Trung Quốc và ở Hồng Kông. Các cái thị trường này đang cần những cái loại trái cây nó có màu đỏ, và con để ý đi, những cái loại trái cây mà có màu đỏ thường được mua với giá rất cao hời hơn so với các loại khác. Và bây giờ thì một vài thông tin mình muốn chia sẻ quý bà con của chúng ta, rất là mong là những thông tin này sẽ hữu ích đến quý bà con của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã luôn luôn tin yêu siêu thị cây giống. Quý bà con cần những cây giống mà chính hãng về mít ruột đỏ mà nó đẹp lộng lẫy giống như nãy giờ mình chia sẻ quý bà con, quý bà con chúng ta vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi vào số hotline hiện trên màn hình và chúng ta sẽ được đặt đơn hàng trước. Tại vì cây đầu dòng bên quanh rất giới hạn, bên quanh ghép từ từ để trả những cái đơn hàng cho quý bà con của chúng ta. Một lần nữa, quanh cùng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm và bàn dân cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác ạ. À, quay cận cảnh cho quý bà con chúng ta xem tí nào.